Xin chào chư vị đồng tu Chào mọi người Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 11 Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ giữa Xem thứ tư Tứ Trực tâm Chánh kiến Vĩnh ly Nhất thiết Kiết hung Nghi vọng Lìa tà kiến Chính là trí tuệ Đoạn này Tà kiến mà Phật nói chính là si ở trong tam độc phiền não tham sân si chuyển ngu si thành trí tuệ trí tuệ hiện tiền là tự mình có thể làm chủ được trong kinh lăng nghiêm phật có nói nếu chuyển được cảnh thì đồng như lai mục tiêu cao nhất của tu học Phật pháp là ở chỗ này. Sau khi trí tuệ đã mở rồi, tất cả kiết hung hòa phước thế gian, bạn đều hiểu rõ, bạn đều sáng tỏ, bạn không còn nghi hoặc. Có cần phải tránh hung, tìm kiết hay không? không cần thiết tại sao không cần thiết vậy bạn có thể chuyển cảnh giới bạn có thể chuyển hung thành kiết chuyển hòa thành phúc có cái năng lực này là hoàn toàn không giống như người thế gian Người thế gian không có năng lực chuyển cảnh giới Nguyên nhân gì vậy? Tham sân si không đoạn Cho nên bạn mới bị cảnh giới Trói buộc Tham sân si đoạn rồi Định tuệ hiện tiền Mọi thứ vận mệnh gặp phải này Thấy đều Chuyển đổi được hết Thật sự là Chuyển thập Pháp giới Thành nhất chân Pháp giới Đây là sự thật Điều kiện Phật ở chỗ này nói rất rõ ràng chữ tâm chánh kiến bốn chữ này chính là tâm đại bồ đề tâm bồ đề là chân tâm thế tôn ở trong kinh phật quán vô lượng thọ đối với chúng ta Tâm chí thành Trực tâm chính là tâm chí thành Bồ Tát Mã Minh Ở trong khởi tín luận nói Trực tâm Tâm thể của tâm Bồ Đề là trực tâm Phật ở trong Quán Kinh nói Là tâm chí thành từ đó cho thấy trực tâm chính là chân thành đến cực điểm kết nói như vậy chúng ta vẫn rất khó thể hội rốt cuộc chân thành là như thế nào chánh trực là như thế nào tiêu chuẩn ở chỗ nào tiên sinh tăng quốc phiên thời tiền thanh ở trong đọc thư bút ký đem chữ thành đã là một định nghĩa cái định nghĩa này định nghĩa rất hay là tương đối gần với nghĩa mà phật pháp nói ông nói một niệm không sanh ấy là thành. Từ đó cho thấy có niệm là không thành. Một niệm không sanh mới gọi là thành. Chúng ta muốn hỏi vô niệm có phải là thành hay không? Vô niệm cũng không phải thành. Nếu như vô niệm là thành thì định vô tưởng Tâm Bồ Đề liền hiện tiền rồi Phật nói cho chúng ta biết Định vô tưởng Sau khi tu thành Thật sự là một niệm không sanh Quả báo ở đâu vậy? Ở trời vô tưởng tứ thiền Ở trời ngoại đạo Cho nên chỗ này Chúng ta cần phải có năng lực biện biệt Một niệm không sanh ý nghĩa của câu nói này không được hiểu sai một cái là một niệm một cái là không sanh bạn mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của nó một niệm là không có niệm thứ hai có niệm thứ hai là không phải một niệm Không sanh là không sanh niệm thứ hai Câu nói này Phải lý giải nó cho thật chính xác Họ không phải rơi vào vô niệm Họ nói là một niệm Họ hoàn toàn không rơi vào vô niệm Một niệm ở trong kinh đại thừa phật thường nói lặng lẽ chiếu soi chiếu soi lặng lẽ nó là sống nó không phải là chết định vô tưởng là chết định vô tưởng không phải sống vì vậy định vô tưởng là vô minh không phải bồ đề Bồ đề rốt cuộc là gì vậy? Thực ra cái sự việc này là ở ngay trước mắt chúng ta. Ngay cả nhà nho cũng nói đạo không xa người, người tự xa đạo. Có phương cách gì? Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói lục căng môn đầu phóng quan đồng địa đó chính là một niệm không sanh lục căng môn đầu là mắt có thể thấy tai có thể nghe mũi có thể ngửi lưỡi có thể nếm thân có thể xúc ý có thể biết mắt chúng ta vừa mở ra nhìn thấy cảnh giới bên ngoài rất rõ ràng rất minh bạch đây là nhất niệm tay nghe âm thanh ở bên ngoài rất rõ ràng rất sáng tỏ đây là nhất tâm không sanh là gì vậy? không sanh vọng tưởng, không sanh phân biệt, không sanh chấp trước. đây là trí thành. định vô tưởng, tuy giống như là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều không có, hoặc là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ. Cho nên đó là vô minh Nhất định không được đem vô minh Vô tưởng định Nói thành tâm trí thành Vậy là quá đổi sai lầm rồi Phật Bồ Tát không giống như chúng ta Tức là người ta có thể gìn giữ nhất niệm vĩnh viễn không khởi lên niệm thứ hai Vậy là tuyệt vời Chúng ta mỗi người đều có nhất niệm Nhưng mà cái thời gian nhất niệm đó quá ngắn ngủi Trong dòng sát na liền khởi phân biệt Khởi chấp trước Vì liền đem trí biến thành thức rồi Nhất niệm là trí Chân trí tuệ Niệm thứ hai khởi lên rồi Đem trí chuyển đổi thành thức Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên tu học Phật Pháp Là tu cái gì? Đại Đức Tướng Tông thường nói Chuyển thức thành trí Phân biệt giữa thức và trí là Ở trong thức Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Ở trong trí Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Từ đó cho thấy Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Cái tâm đó là Tâm trí thành Là trực tâm Trí tuệ đã đến cực điểm khi nó không khởi tác dụng Giống như là vô tri Trong Kinh Bát Nhã nói Bát Nhã vô tri Vô tri Chính là Tâm trí thành Chính là trực tâm Khi khởi tác dụng Không gì không biết Vô tưởng định nó cũng vô tri khi nó khởi tác dụng nó chẳng biết gì cả cái này không được khi khởi tác dụng là không gì không biết không gì không thể chánh kiến chính là trực tâm khởi dụng nếu như dùng cách nói của nhà nho để nói thì trực tâm chính là thành ý chánh kiến chính là chánh tâm nó nói thành ý chánh tâm ở trong phật pháp nói trực tâm là tâm chân thành chánh kiến là thâm tâm tâm đại bi ở trong quán kinh nói Tâm hồi hướng phát nguyện Đây là chánh tri chánh kiến Thế gian Tất cả kiết hung họa phước Thầy đều sáng tỏ rồi Sáng tỏ như thế nào vậy? Nghiệp nhân quả báo Rất rõ ràng Một chút cũng không mê hoặc cho nên là Vĩnh ly nhất thiết Kiết hung nghi vọng Người thế gian chúng ta Bạn thử xem Hiện nay cái xã hội này Người xem phong thủy Người xem tướng Người chấm tự vi Làm ăn rất khấm khá Những người này làm ăn tốt là chứng minh người thế gian đối với kiết hung hòa phước chồng chất nghi ngờ đều muốn biết một chút có được một chút tin tức làm thế nào có thể tránh hung tìm kiếm đều giữ một cái tâm cầu may bạn có tai nạn bạn có thể trốn tránh nổi không trốn tránh không khỏi quả báo nhất định phải tự chịu bạn có phước cái phước đó bạn muốn không cần muốn bỏ đi cũng bỏ không được phước cứ đi theo bạn phật không cho phép chúng ta đi làm những sự việc này ở trong Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu Phật đối với gieo quẻ Xem tướng tử vi Phong thủy hết thảy Không cho phép chúng ta đi hỏi Ngài nói đây là ý thế gian Đệ tử học Phật Có thể làm việc thế gian Không được phép làm ý thế gian lời này nói rõ ràng như vậy minh bạch như vậy nhưng phật thật là từ bi đến cực điểm chúng sanh có cái mê hoặc này có cái căn tánh như vậy cứ luôn muốn gieo khỏe để hỏi cho nên phật cũng thuận theo tập khí của chúng sanh đã nói ra bộ kinh chim sát thiện ác nghiệp báo đây là phật dạy chúng ta đệ tử phật nếu như đối với kiết hung có nghi hoặc thì gieo quẻ như thế nào cho nên chúng ta nhìn thấy bộ kinh điển này nghĩ đến phật thực sự là từ bi đến cực điểm vì những người chúng ta đây mà Mở rộng cửa phương tiện Thế nhưng Phương pháp gieo quẻ đó Phần trước đều dạy bạn Phải tu như thế nào Bạn mới có thể có được cảm ứng Nếu bạn không có công phu tu học Là không thể có cảm ứng Ở Trung Quốc chúng ta nhìn thấy có một cuốn sổ tay nhỏ quán thế âm bồ tát linh khóa đó cũng là sách xem bói phần trước đại sứ ấn quan có viết một bài tựa viết rất rõ ràng trước khi gieo quẻ, phải thật cung kính phải thật thành khẩn Niệm thánh hiệu quán thế âm Bồ Tát 108 biến Đây là cầu cảm ứng Cái này rất có đạo lý Tại sao vậy? Thành tắc linh Bạn niệm Phật hiệu hơn 100 biến rồi Thì tâm định tâm thành rồi nếu như chúng ta Dĩnh đoạn tham sân si cái tâm này là chân tâm là trực tâm chánh kiến tâm bồ đề của bạn liền hiện tiền cho nên tất cả kiết hung hòa phước không cần phải đi hỏi nữa giờ nào cũng là giờ tốt ngày nào cũng là ngày tốt ở đâu cũng là chỗ tốt không có gì là không kiết tường vẫn là nguyên lý mà phật đã nói ở trong bộ kinh này cảnh tùy tâm chuyển tâm của bạn thuần thiện không ác thì cảnh duyên của bạn thấy đều chuyển đổi hết chúng ta phải biết cái đạo lý này xem tiếp một câu này dưới đây ngũ thường sinh nhân thiên bất canh ác đạo chúng ta nhất định phải biết ác đạo đáng sợ đó thật sự là vô cùng khủng khiếp địa ngục khổ nhất dứt khoát không được đi ở trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện nói rất nhiều đau khổ vô lượng vô biên bất kỳ loại nào chúng ta cũng chịu không nổi thế nhưng địa ngục quả thật mà nói là rất dễ dàng đọa lạc rất khó ra khỏi những người nào đọa địa ngục vậy phật ở trong kinh nói ngũ nghịch thập ác mặt trái của thập thiện nghiệp đạo là thập ác nghiệp ở trong tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ giết a la hán vào thời xưa nói a la hán tức là hiện nay chúng ta nói thầy giáo tốt a la hán bồ tát ở trong thế gian này quên mình vì người giáo hóa chúng sanh là con mắt của trời người quả thật đúng là vô lượng công đức người như vậy nếu bạn dùng tâm ác hại họ là bằng giới giết hại a la hán điều thứ tư là làm thân Phật chảy máu, phước báo của Phật lớn, thần hộ pháp rất nhiều. bất kỳ người nào nếu muốn giết Phật là việc không thể. nhưng mà khiến Phật bị thương một chút, chảy máu một chút thì có thể. thích ca Ni Phật cũng làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. đề bà đạt đa hại Phật làm thân phật chảy máu chúng ta ngày nay ác ý phỉ bán phật hủy hoại hình tượng của phật pháp là làm thân phật chảy máu chúng ta tạo tượng phật chúng ta dùng tâm sân hận tâm chán ghét đem tượng phật phá hoại đây là làm thân phật chảy máu cái này mọi người đều biết Ý nghĩa sâu hơn Mọi người không biết Chúng ta thường hay đang tạo mà không biết Là gì vậy? Phá hoại hình tượng của Phật Pháp Chúng ta là người học Phật Đã thọ tam quy ngũ giới Những việc đã làm Là một số việc ác Đại chúng xã hội nhìn thấy không thể học phật nữa bằng thử xem người học phật là như vậy đấy chúng ta tạo tội địa ngục đem hình tượng phật pháp phá hoại mất rồi người tạo loại tội nghiệp này rất nhiều tự mình hoàn toàn không biết tôi không có tạo tội ngũ nghịch không biết đây chính là tội ngũ nghịch hình tượng của phật pháp là gì lời giáo huấn đơn giản nhất rõ ràng nhất là chớ làm cách việc ác dân làm cách việc lành tự thanh tịnh ý mình đó là lời phật dạy chúng ta ngày nay không thể tu thiện hằng ngày vẫn tạo ác nghiệp khiến đại chúng xã hội nhìn thấy tính độ Phật giáo liền mắng Phật thích ca Ni liền đánh giá thấp Phật giáo. Chúng ta đang phá hoại hình tượng Phật giáo. Cho nên học Phật, làm đệ tử Phật, ở trong tất cả trường hợp đều phải chú ý cẩn thận, phải làm nên tấm gương tốt cho đại chúng. Không được tạo hình ảnh xấu Chúng ta tạo hình ảnh xấu Làm sao có thể xứng đáng với Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta quy y a di Đà Phật Làm sao có thể xứng đáng với a di Đà Phật Niệm niệm Phải tương ưng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi mỗi hạnh phải tương ưng giới nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên đây gọi là ủng hộ Phật pháp đây gọi là lễ kính chư Phật Những cái mà chúng ta biểu hiện Có phải như thế này hay không Cho nên Tạo tác biết bao nhiêu tội nghiệp Tự mình hoàn toàn không biết Tương lai đọa lạc Đến âm tạo địa phủ Dù dìm là tính sổ với bạn Từng món từng món Nói ra với bạn Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi Hối hận không kịp nữa điều thứ năm là phá hòa hợp tăng phá hoại tăng đoàn đặc biệt là phá hoại cơ duyên Hoằng pháp lợi sanh cơ duyên nghe pháp pháp sư giảng kinh thuyết pháp bằng đem cái đạo tràng này phá hoại Chúng sanh có cơ duyên nghe Phật Pháp Bạn đi chướng ngại họ Không để họ nghe Pháp Đây là phá hòa hợp tăng Năm điều tội này Đều là địa ngục A Tỳ Cực sâu, cực nặng Chúng ta tạo loại tội nghiệp này Thế có nguy không? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Nói rất cặn kẽ Nghiệp nhân quả báo Đều nói rất tỉ mỉ Chúng ta thường hay đọc tụng Phải thường xuyên nhớ kỹ Nhất định phải quay đầu Phải đoạn ác tu thiện Nhất định phải biết hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, Phật Bồ Tát là sư trưởng của chúng ta. Mở quyển kinh ra, nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, nhất định phải tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà, không được tùy thuận theo ý của mình, tùy thuận theo tham sân si mạng của mình, chắc chắn đọa là. Phật ở trong kinh giáo hết lòng hết dạ chỉ dạy chúng ta trước khi chưa chứng được a la hán nhất định không được tùy thuận theo ý của mình không nên tin vào ý của mình ý của bản thân bạn là sai lầm chứng được quả a la hán đó chính là kiến tư phiền não đều đoạn rồi thập ác nghiệp đều không còn những việc bạn làm đều là thập thiện nghiệp thì bạn có thể tin vào ý của bản thân bạn thập ác chưa có đoạn tận thì không thể tin vào ý của mình người có thể đoạn ác tu thiện đoạn thật sạch sẽ tu rất viên mãn tức là chưa gặp được phật pháp không biết thế giới Tây Phương cực lạc Thì đời sau Cũng thường sanh nhân thiên Bất canh ác đạo Tuy không thể thoát khỏi luân hồi Nhưng đều thọ sanh Ở ba đường thiện Chứ không bị đọa vào ba đường ác Trời người Ở trong ba đường thiện Không có A-tu-la Tu-la cũng không tốt Chúng ta Kinh Hoa Nghiêm Hôm nay giảng Atula Giới thiệu với các vị Sao gọi là Atula Atula không tốt ở chỗ nào Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi